Chơi thân với Hạ Như, chả nhẽ không biết cô ấy là con của chủ tịch à? Sếp cứ đùa em ạ, à. Em có biết gì đâu. Thật không biết gì à? Tôi còn biết rằng vừa nãy cô đứng ngoài kia nghe hết rồi đấy. Làm sao sếp biết được ạ? Ở công ty này, chỗ nào chả camera. Màn hình máy tính cho tôi này, hiện hết phòng làm việc của mọi người. Ai làm gì, tôi biết hết. Đúng là không thể qua mắt được sếp cái gì ạ. Dĩ nhiên, không phải tự nhiên tôi leo lên được cái chức giám đốc này. Kể cũng lạ, nếu như đường đường là con gái của chủ tịch, thì tại sao chủ tịch không cho tiểu thư làm ở trên tổng luôn, mà lại phải xuống cái chi nhánh này làm nhân viên quèn nữa. Thế, cô biết tổng giám đốc Hạ Vi không? Sếp cứ đùa em, đã là tổng giám đốc thì ai mà dám không biết ạ? Thế cô biết bà ấy ngoài làm tổng giám đốc ra, bà ấy còn là gì chủ tịch Thanh Xuân không? À, cái này em biết, chắc chắn không sai đâu ạ. Nói thử nào. Là đồng nghiệp ạ, đồng nghiệp của chủ tịch. Không phải. Không phải, nếu như mà xét về mặt con cái thì không thể nào. Bởi vì tuổi của chủ tịch và tổng giám đốc xem nhau. À, là họ hàng đúng không ạ? Cũng không phải. Không phải thì là gì ạ? Là chồng của chủ tịch. Hả? Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Tôi có vợ có con rồi, tôi trêu đùa cô làm cái gì? Trả lời chẳng đúng trọng tâm gì cả. Mà sếp ơi, tổng giám đốc với cả chủ tịch, hai người là đồng giới nữ mà, làm sao mà yêu nhau được? Hai đứa yêu nhau thì có sao? Cô biết rằng tình yêu của họ đã gây chấn động trên cơ mạng của thời không? À. Vậy ạ? Chứ còn sao nữa? Tổng giám đốc của chúng ta đã vượt qua định kiến, vượt qua các anh bảo vệ, phi thẳng đến hôn lễ của chủ tịch, cướp dâu. Và cô thấy đấy, đến bây giờ họ vẫn sống hạnh phúc với nhau này, có sao đâu? Ui. Vậy là cái vụ náo loạn cướp dâu ở trung tâm thương mại Picomore là tổng giám đốc của chúng ta làm ấy ạ? Chính xác. Còn bây giờ ấy, muốn biết thông tin rõ ràng nhất ấy, thì hãy xem lại tập 15 của phim Kế hoạch dẫn đổ tiểu thư phần 1 mà xem. Ôi, em ngưỡng mộ tổng giám đốc quá, xoài quá đi mất. Chả thế nữa, bây giờ cái chuyện gặp to như thế kia, nếu là tôi ấy, tôi cũng đi cướp. Các cụ nói cấm có sai, sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Trời. Sếp nói cũng đúng, nhưng mà có cái gì sai sai sếp ạ? Sai sai ở đâu? Thì đây nhá, em bảo sếp nghe này,
tổng giám đốc cũng là nữ, chủ tịch cũng là nữ, hai người yêu nhau thì không có gì bàn cãi rồi. Nhưng mà còn Hạ Như. Ý cô bảo là Hạ Như không phải là con đẻ của họ đúng không? Thế nhưng thực tế Hạ Như chính là con đẻ của họ. Bằng cách nào ạ? Tổng giám đốc có cái này. Tôi biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng bỏ ngay cái suy nghĩ bậy bạ đi nhá. Thời buổi bây giờ công nghệ phát triển, họ có thể thụ tinh nhân tạo rồi là bằng rất nhiều cách. Thế nhưng quan trọng ấy, Hạ Như là con ruột của chủ tịch. Còn bây giờ họ sinh nhật kiểu gì? Tôi chỉ vì diệu, hết sức vì diệu. Mà bây giờ mình làm gì hả sếp? Còn làm được gì nữa? Tôi hỏi cô nha, cô ta có mẹ là chủ tịch, bố là tổng giám đốc chống lưng rồi, ai dám làm gì? Đây này, cô được nhìn nhé. Tôi chỉ dạy dỗ cô ta một tí mà đích thân mẹ cô ta xuống này nắm chỉnh tôi này. Ấy, nhớ đời chưa? Ê, không. Công nhận là chủ tịch ra tay cũng tàn nhẫn thật đấy. Bây giờ cứ coi cô ta như bình hoa di động của công ty này đi. Đợi bao giờ hết thời kỳ thực tập, tôi cho cô ta hạn. Chứ mà cô ta đi ngày nào tôi lo lắm này. Vâng ạ. Nhiệm vụ cô bây giờ là trông chừng cô ta cho tôi nhá. Bây giờ cái sự tồn vong của công ty này này, tất cả do cô ấy. Đừng để cô ta gây chuyện. Lại phải trông chừng hả? Chả thế nữa. Dẹp công việc sang bên, nhiệm vụ chỉ có trông chừng cô ta thôi, hiểu không? Vâng, em biết rồi ạ. Em xin phép ạ. Lại đi đi. Hạ Như, em không đi đâu à? Sao lại ngồi ngắt hoa bể cành thế này? Thế còn anh? Anh không đi đâu à? Có thời gian qua mà xỉa xói em này. Thì anh không muốn về nên mới ở lại đây đấy. Mà về bây giờ cũng chán chết thì được. Ủa? Ai có được thảnh thơi như anh đâu mà biết chán hay không? À mà này, tối nay đi chơi với anh nhé. Anh rủ em đi chơi. Anh rủ bạn bè anh đi chứ rủ em làm gì? Bạn bè của anh bận hết rồi nên anh mới rủ em đấy. Chứ không phải không ai thèm chơi với anh cả. Thế còn người yêu thì sao ạ? Người yêu á? Anh làm gì đã có người yêu? Chắc là anh kén quá. Anh kén gì đâu, chỉ là anh đang chờ một người phù hợp đồng ý thôi. Chờ một người phù hợp? Thế thì anh biết rồi nhá. Chắc chắn là anh thích một cô gái nào đấy ở trong công ty này. Anh chỉ cần nói với em thôi, em sẽ giúp anh. Thật á? Thật. Em hơi bị giỏi luôn. Em mà mai mối cho anh á, chắc chắn đôi đấy sẽ thành công. Đúng là chỉ có em mới giúp được anh thôi. Là ai hả anh? Là em đấy. Sao đấy? Anh đùa không vui đâu anh Tuấn. Anh có đùa đâu, anh nói thật mà. Nhưng mà em không thích anh. Tại sao lại không thích anh? Em đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Trông anh khô khan như này thôi, chứ thực ra ấy, anh là người rất tinh tế và lãng mạn đấy. Không phải là chuyện đấy. Thì là chuyện gì? Nếu xét về gia thế thì gia thế nhà anh ấy cũng bỏ tiếng trong đất Hà Thành rồi. Nếu như thế thì em lại càng không xứng với anh. Gia cảnh em cực kỳ nghèo luôn. Đã thế nhá, anh nhìn xem, em chỉ là một nhân viên quen thôi, đâu có xứng với anh đâu. Gia thế của cô không xứng thì còn ai xứng? Ai chả biết cô là con gái của chủ tịch. Không sao, anh không tìm người rót vốn, anh chỉ cần tìm đối tác thôi. Trời ơi, anh không hiểu em đang nói cái gì à? Chúng ta không thể thích nhau được, bởi vì em không biết một cái gì về anh hết. Qua cái chuyện anh vừa nói với em xong thì làm thì sao mà... chúng ta có thể thử tìm nhau mà. Em yên tâm, rồi em sẽ thích anh thôi. Có thể. Có thể chứ. Không phải là bây giờ, em có việc bận rồi. Này, Hạ Như. Hạ Như. Em sẽ không thoát khỏi được vòng tay của anh. Em cứ đợi em xem. Chú mẹ cũng phiền luôn ý. Alo. Alo, Hạ Vi à? Đang ở đâu đấy?
Hình như cô Tuần hỏi mấy câu thừa thãi thôi. Tôi đang đi làm, chưa đi đâu. Cơ thể bị làm sao rồi, cô thấy đau mỏi chỗ nào không, khó chịu chỗ nào không? Cô nói luyên thuyên cái gì đấy? Tôi rất là bình thường, cô mới là người có vấn đề đấy. Tôi bị liệu. Tôi bảo này, không có chuyện gì ấy thì tôi tắt máy nhá. Còn bao nhiêu việc phải làm đây. Ê này, có chuyện nha, có chuyện nha. Có chuyện gì? Thôi chết rồi, tôi có chuyện mất rồi. Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi quá, khó thở quá. Này này, mọi người đều giúp tôi nhanh lên. Này này, có chuyện gì đấy? Cô làm sao không? Cô đang ở đâu? Tôi đang cổng công viên Hòa Bình ý. Đến đây lên nhá. Đợi tôi một tí, tôi đến luôn nhá. Trời ơi, mày bị làm sao thế hả nữ? Sao mày nói chuyện với cô ta luống cuống, tim thì đập mạnh. Đường ra công viên Hòa Bình bên này. Soda đúng không? Cô uống được không đấy? Độc cái đầu cô á. Trời ơi, đây là nước cần tây pha với chanh muối và chính tay bản cô nương ấy pha cả buổi sáng. Nói to thế, không phải thì thôi. Cô không uống đúng không? Không uống thì thôi. Cô uống, có uống, có uống, uống, uống nhá. Sao? Ngon không? Ngon. Ngon thì uống thêm tí. Ừ, tôi uống thêm á. Phải uống thêm, uống thật nhiều vào mới giải được rượu. Đi, uống đi. Sao? Cô thấy sao rồi? Tôi cần phải đi ra đây một lát. Đúng. Không nhớ. Đây. Đây. Ủa, cô ta bị làm sao giống như Tào Tháo đuổi nhở? Cô làm sao đấy? Cô làm sao đấy? Sao mặt xị ra kìa? Cô sẽ bình tĩnh nói. Cô nhìn chằm chằm thế tôi sợ. Đâu tôi vừa dở như thế. Thế mà cô lại còn bảo là ngon à? Tôi ngon thật mà. Ngon thật á? Ừ. Này, thế cô uống tiếp đi. Hả? Để tôi uống. Thôi, cô bị hâm à? Cái nước này tôi vừa mới thử rồi, nó dở kinh khủng ấy. Cô uống bao giờ cô đau bụng làm sao? Thôi, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi.
Thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Nhưng mà... Ok, thôi. Tôi biết rồi. Đừng có khóc nữa. Nước cô pha không đến nỗi tệ. Cũng được, cũng muốn được. Cô có lòng là được rồi. Thôi, okay. Cô đừng có mà an ủi tôi. Tôi không có, tôi nói thật mà. Cô nói thật đó. Thế cô uống nốt đi. Đùa thế, không vui đâu. Ôi, cắt.